áo giùm em nha mọi người ơi, comment giúp em là áo xanh. Hôm bữa em sale có 75 à. Áo xanh 75 có một cái à. Áo xanh 75.000. Đây chỉ cái sơ mi sọc em. Rồi sơ mi sọc, cái này hàng xịn nha mọi người ơi. Rồi sơ mi sọc cao cấp, cái này là hàng xịt nha mọi người. Cái này là hàng 1XX ạ. Rồi sơ mi sọc 79k luôn. Ai lấy sơ mi sọc ghi dùm em là sơ mi sọc, em xem mọi người 79 nha. 125 xem mọi người 79k luôn. Cái này là sơ mi xịt nha mọi người. Cái này đang hot lắm, hot girl cũng đang bán đầy luôn á. Ai lấy ghi dùm em là sơ mi sọc dùm em. Hàng từ từ đổi em ơi, chứ bây giờ cứ hàng vừa mới đi 3-4 ngày mà hối em không trả hối người ta được. Mọi người ráng đổi hàng đi, tại vì mọi người biết sao không? Em mua hàng người ta em cũng đổi cả tuần luận lận luôn á, chứ không phải là đổi 2-3 ngày nó tới đâu mọi người. Bây giờ hàng hóa dịch rét á, nó đi chậm lắm, nó không có đi nhanh như cái thời mà nó vừa mới chưa có dịch đâu. Bữa nay mọi người biết là dịch tràn lan luôn rồi đó, bán hàng còn ế đây. Mọi người họ ráng giùm em là đổi hàng đi, chứ họ bây giờ cứ hàng vừa mới đi cái là ai cũng đòi hàng tới hết á. Có những khách vừa mới đi 2 ngày đã đòi hàng tới, trong khi ngoài Bắc Ninh lận mà đòi hàng tới trong vòng 2-3 ngày không tới được đâu. Em nói là du di cho em từ 3 đến 5 ngày hoặc là 6 ngày, đối với dịch tình trạng bây giờ thì phải hơn 6 ngày cả tuần đó mọi người. Nếu mà ngoài Bắc á nó rất là lâu luôn, tại vì mọi người biết dịch mà lượng đi hàng nó chậm lắm. Sơ mi sọc của Chanh Chanh Anna Võ Lan Nguyễn 79k. Tan mở của Cửu Vĩ Hồ. Bây giờ dịch nó mọi người biết ở tỉnh thành nào nó cũng có dịch hết á. Không có tỉnh nào ở của chỗ em bị cách ly rồi nè. Ở chỗ em live stream mà nó còn không cho live luôn đó mọi người. Live bán hàng online nó không cho làm cho bán luôn á. Mọi người biết đó, ở tình trạng dịch bây giờ nó nặng, cực kỳ nặng luôn. Mọi người phải ráng đổi hàng giùm em. Chứ bây giờ dịch mà mọi người đòi hàng nhận nhanh khó lắm. Em chả yêu cầu được người ta đâu. Bây giờ công nhân rồi này kia nó nghỉ hết luôn rồi. Ship nó cũng ngại đi giao hàng luôn á. Rồi comment giúp em nha. Áo caro còn 2-3 cái. Ai lấy ghi giùm em nha. Áo sơ mi sọc. Sơ mi sọc nó hot lắm. Rồi set caro em còn 1 set nè. Giờ xả được cái gì xả, em không có dám lấy hàng mới. Tình trạng khách như thế này là không ai dám lấy hàng bán luôn mọi người. Rồi set caro giùm em 95.000. Set caro 95k. Ai lấy set caro ghi cho em là set caro giùm em nha. Chấm tương tác bài giùm em đi cả nhà ơi, chấm ráng chấm tương tác bài của em đi. Rồi set caro giùm em 95.000. Xả mọi người lấy được cái gì lấy. Mai để mai em dọn hết kho về nhà. Rồi comment giúp em nha. Set caro 95.000. Set caro 95k. Rồi đầm 2 giây nha mọi người. Chấm bài cho mọi người ơi. Không mua thì chấm bài cho nó có tương tác đi. Rồi đầm 2 giây dùm em nha. 2 giây. Đầm 2 giây. Đầm 2 giây dùm em. Xem mọi người 99k luôn. Cái này là em không có giảm giá luôn á. Mà giờ xem còn 99k. 135 đầm xanh. Đầm xanh 99k. Sơ mi sọc của chị Kính Nguyễn. Cái set bên kia kìa em ơi. Đầm kia xanh trắng. Đưa qua bên này một cái một mẫu đi ấy hơn, để em cầm cho nó lẻ đi. Vứt qua một cái một mẫu qua đây thuận đi. Rồi cái này xét giùm em. Cái quần xinh dữ vậy trời. Xét giùm em nha mọi người nha. Xét giùm em. Này xét em xe rẻ mọi người đi. Rồi cái này ghi cho em là xét nha. Xe mọi người 95.000. Xét 95k. Má ơi bình thường em bán 135, 145 luôn mọi người. Xét này hàng Thái mắc lắm. Xem mọi người 95.000. Ai lấy set ghi cho em là set 95 nha mọi người nha. Có hai màu thôi. Comment giúp em là set 95.000.
Nhưng mà là mẫu hình như có một cái màu cam phải không? Hay màu cam mẫu khác? Nó mà trắng của Ánh Tuyết, comment giúp em màu màu. Còn set màu cam nữa này. Này xịn lắm luôn đó mọi người, vải siêu siêu dày luôn. Cái này hàng Thái má ơi. Lần đầu tiên em bán cho mọi người giá 95 luôn á. Này mặc ở nhà bao đẹp nha, trắng của chị Quỳnh Dung. Trắng xanh, màu đen nữa, tôi màu đen nữa em. À set này mà còn sững sờ còn suy nghĩ nữa là em chịu mọi người luôn á, thiệt á. Set này mà còn suy nghĩ nữa là em chịu mọi người luôn á. Bó tay chấm con không biết like gì luôn mọi người. Quá xịn luôn á. Mọi người nhìn cái form quần của nó này, đã không? Nhìn cái đai quần của nó này mọi người. Comment giúp em nha, không có đổi em ơi. Mùng 1, mùng 2 đừng có đổi hàng nha. Nay mới mùng 1, mùng 2 đó mấy má. Rồi comment giúp em nha, đen. Mới có mùng 2 đầu tháng thôi đó. Rồi comment giúp em nha. Cam của Cao Mỡ, xanh của Kính Nguyễn. Cái này là màu cam giùm em. Má đẹp xuất sắc này, cái đai quần bắt tặng mọi người 65.000 luôn. À lộ 95.000 luôn đó. Trắng cam của Mai Ca, đen của Củ Vĩ Hồ. Xe này hôm bữa là 135.000 lận. Comment giúp em là màu nhá. Xịn không? Mọi người thấy xịn không? Cái đai quần này nhìn là xịn luôn á. Lê Trạc Nghĩa là màu đen. Rồi cái này là màu xanh nhá. Lấy mà mặc mọi người, mùa hè tới rồi. Mặc mấy cái set đùi này, cam với đen của Lan Nguyễn, trắng của Giờ En. Mùa hè tới rồi mấy cái mẫu này là dễ mặc nhất luôn á. Có cái màu xám thì mấy chị ơi, có cái hả? Rồi mắt xám đẹp chưa? Còn màu xám nữa này mấy chị ơi, ai lấy màu xám thì ghi dùm em là màu xám nha. Còn cái màu xám, cái này là dễ mặc nhất. Em bán rẻ của em đã là 125.000 rồi đó. Giờ sale đồng bộ cho mấy chị luôn á, 95.000 một set. Rẻ không? Ai thêm thì mọi người thêm đi. Tại vì cái này mọi người biết sao không? Nó rẻ. Cái thứ hai nữa là dễ mặc. Hả? Cái cam hả? Dễ mặc nhất luôn á. Có cái nào mà dễ mặc như mấy cái set này hết á mọi người. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Màu xám, màu xanh, à, đẹp xuất sắc. Màu cam, tông màu nó bao phê luôn á. Rồi cái này là màu đen, 95.000. Mọi người biết em bán set rẻ lắm, cũng là 115.000 rồi đó. Mà nay chơi lớn cho mọi người luôn á. Thu Thảo xanh với cam, chốt 2-3 set mà mặc. Mọi người biết set đùi em bán rẻ nhất đã là 115.000. Coi like của em mấy năm nay mọi người biết rồi. Chỉ có hàng xả mới giá này thôi đó mọi người. Thêm xanh của Giờ En, đúng rồi, thêm đi là đúng rồi đó. Tại vì quá xịn sò luôn. Rồi ai lấy được ghi dùm em nha. Bà Lan đấy có hai màu thì ở set này đẹp mà ta. Trời ơi, dễ mặc nhất lắm luôn đó mấy bà. Màu trắng này. Em ghiền nhất là cái đai quần đó mọi người. Cái đai quần đẹp quá. Cái đai quần bao đẹp luôn đó. Mọi người nhìn cái đai quần này, đẹp không? Rồi ai lấy được ghi dùm em. Trắng, đen, cam, xanh với lại là xám. Không ai thế. Không ai lấy xám ra, xám đẹp lắm luôn đó. Xám ở ngoài bao đẹp. Xám đẹp lắm luôn đó cả nhà. Xám bao phê luôn. Cực kỳ đẹp luôn đó. Ai lấy xám thì ghi dùm em là xám nha. Xám này, xám đẹp quá ta. Không ai lấy xám. Rồi ai lấy được ghi dùm em, comment giúp em là màu. Đó chỉ cái xếp ngủ lên lại đi. Thêm xanh xám cho Lan Nguyễn. Thêm đi Lan, tại vì cái này đẹp lắm. Này em khuyên mọi người thêm là mọi người nên thêm. Rồi xếp ngủ, cam với đen là chị Trần Hà. Xếp ngủ này là hàng xịt. Cái gì cũng cứ mắc ở trong mắt vậy ta. Xếp ngủ này là hàng 135 lần á. Lụa satin nha mọi người nhé, lụa, vải lụa, xám của Pha Lê, sale cũng 95.000 luôn này. Cái này em sale 95 màu cam, cái này ghi cho em là set ngủ nha, set ngủ dùm em không còn lộn á, màu hồng. Cái này là dạng như là mọi người mặc baby doll 2 giây vậy đó, cánh tiên này. Cái này là màu hồng, em còn có đủ màu là hết. Rồi cái này là màu môn đi, màu tím môn. Màu này trắng da, bao trắng da luôn. Màu tím môn, cái này ghi cho em ngủ kèm màu nha. Rồi cái này là màu đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Này cái tay mọi người nhìn thấy đẹp không?
này là hàng nó siêu siêu mát luôn. Á, mùa hè mà mặc mấy cái set này đi ngủ thôi luôn, nó phê luôn trời. Rồi màu đen. Xinh quá. Rồi cái này là màu đen dùm em nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Set kèm màu, set ngủ á mặc ở nhà. Trời ơi, bao đẹp luôn đó mọi người. Nè mọi người nhìn cái set ngủ này. Xịn sò không? Mà nó dày lắm, nó nặng tay cực kỳ luôn. Cái này ghi cho em là ngủ cái form quần này. Đỉnh nhau. Ai lấy set ngủ ghi cho em là set ngủ nhá, kèm màu giúp em. Để chị hai màu này chị mặc nó đẹp ghê. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Ai lấy set ngủ thì ghi giùm em set ngủ. Quá đẹp luôn đó. Dễ mặc nhất, cực kỳ dễ mặc. Ngủ đen của pha lê. Cái đó mọi người mặc nó mát. Mặc mọi người không ngủ máy lạnh nó cũng mát. Nói chung là siêu siêu cưng luôn. Nay cưng hả? Làm cái tóc cho nó gọn đó mọi người. Ê, cái này bỏ vô cho chị ấy đủ đi. Gì ta? Ừ. Rồi comment cái này là hàng Quảng Châu cao cấp á mọi người. Cái này hàng Quảng Châu cao cấp á. Rồi cái này share cho mọi người, chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Cái này vải hàng xịt nha mọi người nhá. Set kia có 95, hai set em chốt được 95.000 hết này. Set baby doll. Cái này ghi cho em là set baby doll 115.000. Baby doll 115. Comment giúp em là set baby doll 115 nhá. Màu nâu, màu xanh. Màu xanh giùm em. Nâu xanh. Nâu xanh giùm em. Với lại là rêu. Cái này là rêu giùm em nha mọi người nhé. Má ơi, 115.000 cái set này. Đẹp không nói tới luôn á. Thiệt á mọi người, cái quần này vải đã không? Quần này vải giống như vải tắc ta. Mọi người mua cái quần thần thánh của nhà em á, nhớ không? À, set baby doll đẹp quá. Cái này là màu đỏ đô, màu hồng. Y chang cái set cánh tiên kia. Nhưng mà cái này là dạng baby doll nha mọi người nhé. Y chang cái vải kia luôn á. 115.000. À, xinh chưa? Rồi comment giúp em là màu đỏ đô. Với lại là màu hồng giùm em. 115. Comment giúp em là màu nha mọi người nhé. Comment giúp em là màu, set baby doll kèm màu. Cưng cực kỳ luôn. Ai lấy ghi giùm em là màu nha mọi người. Cái này là màu hồng này. Quần nó một màu trắng. Cầm quần chị đi. Quần nó có một màu trắng thôi mấy chị ơi. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu nha. Cái này là màu hồng này. Màu hồng. Cưng lắm mọi người. Cái set này á mọi người mặc cái mùa này ở nhà hay là đi chơi đều rất là cưng luôn. Cưng không? Form bao xịn sò luôn á. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Để mặc cho mọi người coi set này. Nu ở Xuân Quỳnh. À, cái set này mà không lấy thì là chỉ đẹp lắm luôn á. Set này cưng như vậy nghĩ sao trời. Hồng của Kiều Trong Nguyễn. Rồi tôi nói với bà cái set này nó cưng như vậy luôn ấy. Nè. Nghĩ sao mà ông lấy set này với bà. Cưng như gì luôn mọi người thấy không? Vải đẹp. Có 115.000 nè. Thấy xinh không? Xinh không? Quần này là có túi mấy bà luôn. Có túi sâu ơi là sâu luôn á. Nè. Rồi ai lấy thì ghi dùm em set baby doll kèm màu. Há ơi cưng. Hồng với rêu của Ngọc Tuyền. Chọn về nhà mới em ơi. Cũng là ở đây luôn nhưng mà đây là cái tiệm chị thuê chứ đâu phải nhà của chị đâu. Làm tránh là baby doll hồng. Đỏ đô này. Trời ơi má ơi. Tôi nói thật, tôi cầm lên tay tôi không có thấy đẹp luôn. Mà tôi mặc lên tôi mê luôn đó. Xịn sò mà nó đẹp nữa. Cái này là màu nu nha mọi người nhá. Màu nu
đẹp như thế này mà còn suy nghĩ nữa là chịu thầy luôn rồi. Cái này là xanh min giùm em, hát xanh min bao đẹp, xanh min nó bao trắng da luôn, nó xanh min. Mọi người coi like hôm nay nó bị tối đúng không, tối hù luôn á. Facebook của nhà em bữa nay nó mất ứng dụng luôn rồi. Xanh của Bảo Hân Trần, xanh nào vậy em ơi? Cái này sale có 115.000 à, hàng Quảng Châu thấy không, vải Quảng Châu á, 115.000. Bảo Trân là màu gì vậy em? Xanh có hai xanh á, xanh rêu với xanh min á, lấy xanh gì? Tên tiếng Anh cho địa chỉ đi chị ơi. Mọi người comment giúp em màu kỹ nha. Màu này là màu hồng, màu em mặc là màu hồng á. Này đẹp bao cưng luôn. Rồi cái này là màu đỏ đô, màu nu, màu em mặc là màu hồng, dễ mặc dễ thương nữa chứ. Xanh rêu của Bảo Trần, hồng xanh rêu của Mai Ca đi cọc với chị ơi, hết hồng luôn rồi. Xanh rêu đủ mỹ chi hết hồng rồi em ơi, em đổi qua màu này cho mấy chị coi nha, đổi màu giùm chị đi. Em có mũi rêu thôi, không có hồng đâu nha mấy chị ơi. Set bê đôn trắng có trắng không chị? Không có hả? Nó đẹp quá mọi người. Cái này mà còn kêu không đẹp nữa là không biết cái set nào mà rẻ mà đẹp cho mấy chị luôn. Có đơn hàng không nghe
máy không có bán được chị ơi, mua hàng không nghe máy không dám bán đâu. Đổ mỹ chi là đổ đô, còn đổ đô không? Rồi ai lấy được ghi dùm em đổ đô với nâu của chị Loan Kim. Hết đổ đô chưa? Rồi. Còn không? Rồi ai lấy được ghi dùm em, comment giúp em là màu. Vậy mà kêu ông ấy, đó mà là ông Phương hả? Ông Hà. Thầy Lao. Nó nói là ông Phương, em mới nói là ủa là bình thường đánh Hà Giang mà sao hôm nay ông Phương. Cái em đâu có biết là nó tưởng là ông Phương thì em đâu có số tài khoản. Nhưng mà hôm nay có tiền mặt. 2 triệu mấy em? Không, ý nói là em hỏi là ai giao cái cục này cho em. Mà nó nói là tên Phương. 2 triệu mấy à? 2 triệu thư tiếng 10.000 là 2 triệu 390. Đơn trước chị nhận bình thường nha. Đơn này những em máy xanh với đỏ của chị Trinh Nguyễn nha. Dạ. Rồi ai lấy ghi dùm em thì ông Phương mập hơn. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Em nói là ủa sao lạ vậy, bình thường ông Hà không hay ra. Ai lấy thì ghi dùm em, comment giúp em là màu nha. Mèo mèo mèo. Màu nha cả nhà yêu ơi. Ai lấy ghi dùm em. Cái này xinh quá. Đơn này nhớ. Có chị ơi, chỉ có một đơn hàng gọi điện không nghe máy. Có thì em mới bỏ vô chị. Mickey. Quần jean này em xả lỗ cho mấy chị 85.000 luôn. Ai lấy thì ghi dùm em nha. 85.000 size S, size M và size L. Cái này comment liền giùm em nhá. Coi lại số điện thoại. Cái số điện thoại của chị là số cũ mà đúng không? Có đổi số không? Có đổi số không? Đổi số là phải báo em nha. Này cái quần tây này em xả mọi người 85.000 nha. Em hết hàng rồi á. Size S, size M, size L. Còn short có ri duy nhất trong kho thôi. S, M và L giùm em. Cái này là 135.000 mà em xả còn 85.000 thôi. Quần tây thần thánh nhá mọi người. Có S, có M và có L. Quần này là dạng phong, quần bét ghi cho mọi người. Xinh lắm. Nè Trinh Nguyễn bỏ vào cái số điện thoại đi em ơi. Cái số điện thoại lúc này 22 set rồi. Bỏ số điện thoại vô. Quần tây S, M, L em xả còn 85.000. Mọi người comment giúp em là màu nha. À lộn, sai chứ. Xe 85.000 luôn. Comment giúp em là sai nha. Size S, size M và size L 85k. Cái này đợt trước là 135, sao sẽ xuống còn 99k. Giờ để mọi người á hả, trên like còn 85.000. S, M và L. Ai lấy thì ghi dùm em. Má nó nhức mắt ghê. S, M và L dùm em nha. Ai lấy quần thì ghi dùm em là quần S, M với L, kiểu V, S. Đó là em sale mọi người ơi. Sale chứ làm gì có giá đó. Rồi set Mickey. Em chỉ rồi cái này là ghi cho em là set Mickey dùm em. Set Mickey dùm em nha mọi người nha. Ai lấy set Mickey này để em mặc. Thanh Lan xả hàng không lấy cho doanh sách bông hàng em ơi. Em 115.000. Này là bao đẹp màu trắng này.
Cái này hàng bài xịn, cực kỳ xịn luôn nhá. Lưng quần này. Comment giúp em nha mọi người. Set Mickey. Màu giúp em nha. Cái này là màu trắng. Màu trắng, màu đen. Màu đen là màu em mặc. 115.000 với là màu xám. Cái này set Mai Phương Bùi giúp mọi người. Này mọi người, những cái vải của nhà em này. Xịn sò không? Rồi cái này là màu xám giùm em nhá, ba màu. Mọi người đóng thùng cũng được, mọi người bỏ ra cũng được, nói chung là tùy mọi người nhá. Mọi người muốn mặc sao cũng được hết á. Vải này là vải siêu siêu đẹp cho mọi người luôn. Nó màu xám này trời. Màu xám, vải đẹp ghê. Màu xám giùm em, vải không đẹp không lấy tiền luôn á. Này mọi người, những cái vải này siêu đẹp nha. Comment giúp em là màu giùm em. Cái này mà mặc ở nhà hay là mặc đi chơi đều đẹp hết mọi người. Mặc ở nhà bao mát luôn á. Rồi comment giúp em là set Mickey. Quần tây chị Dung còn không tôi nữa. Quần tây loại nào? Mẫu nào? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Set giùm em, set Mickey giùm em, 115.000. Ai lấy ghi giùm em là màu nhá. Màu trắng, màu em mặc là màu đen. Màu này là màu đen này mọi người. Rồi đóng thùng cũng được. Đó, màu này là màu đen. Ai lấy thì ghi giùm em màu nha. Quần tây 99k. Quần nào ta? Cái này là màu trắng, màu xám với màu đen giùm em. Quần tây nào 99k? Set Mickey đen của Pha Lê. Cái quần tây lúc nãy xả 85 á hả? Đưa lại cái quần đó đi em ơi. À, set Mickey này đẹp mà không ai lấy ta. Đẹp muốn xỉu luôn á. Trắng của giờ em. Hai set hả? Lấy 2 set trắng luôn hay sao vậy? Bà Mickey lấy 2 set Mickey trắng hỏi là 1 set. Quần tây này đúng không? Quần này cái nào? Cái set này 115 nha, không phải 95 đâu nha. Phải quần này không? Chứ có quần nào 99 hết đó. Quần này không vừa xài 99 này. Chứ có quần này em xài 99 hết đó mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. SML quần này là quần form siêu đẹp. Và cái quần này nó không có kỹ dáng. Dáng nào mặc cũng đẹp hết đó. Có size S, size M và size L. Form baggy ấy mọi người. S, M và L form baggy. Nói chung là cái form của cái quần này nó rất là xịn sò luôn. Mọi người mặc lên là form rất là cưng luôn á. Xét chỉ mặc sale có 115 thôi. Form baggy nha mọi người nhá. Ở bên này là có dây kéo một bên hông. Đó mà giờ sale còn có 85.000 thôi. Hai set Mickey á. Trắng hay giữa em á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. SML. Cái này có sai mọi người comment sai đi. Sẽ dùng mặt có 3 màu. Ai lấy màu ghi giùm em nha. Màu trắng. Nói cái này cưng quá. Màu trắng. Màu dùng mặt là màu đen. Rồi cái màu xám nữa. Trắng đen xám. Ok để cho bà 2 set rồi đó. Cái này là màu xám. Xám siêu đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là kèm màu nha mọi người nhá. Kèm màu. Cái này bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Quần thì có size S, size M, size L. Tự căn size đi mọi người. Quần tây thì nó không có co giãn. Tự căn size giùm em nhá. Rồi ai lấy thì ghi giùm em set Mickey kèm màu. À đẹp quá trời đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Set Mickey. Rồi set Baby Doll. Set Baby Doll giùm em. Set Baby Doll bao nhiêu vậy em? Set Baby Doll 120 giùm em, 3 món luôn. 120, cái này là 3 món luôn nha, đứa lại bật nhạc đi em ơi. Baby Doll giùm em 3 món này. Baby Doll 3 món giùm em, sale 120. Quần đằng trước lưng bản, đằng sau lưng chung nha. 3 món lận đó mọi người, quần áo 2 dây nữa. Ai lấy ghi giùm em, set Baby Doll 3 món. Chùm hơi. Này màu xanh đen nữa này. Màu đen. Ai lấy thì ghi giùm em. Mọi người muốn lên cái gì mọi người? Nhà mình còn áo thun không ta? Đưa ra sale combo đi em. Sale cái gì trong kho sale đi. Mai dọn hàng. Ê đưa đi cái áo đó đi. Nói Thuận cứ vô trong lấy đồ đi. À tài chán quá. Cái phải nghỉ mẹ luôn. Tới hết tuần qua nhà mới like luôn. Lỡ
like cho mọi người thêm, mọi người lựa thêm. Lâm Thị Mỹ Nhàn sẽ đang mặc. Rồi set đầm áo này đang hot này. Và để mọi người áo này để mọi người 85.000 luôn đi. 85.000 luôn nha. Comment giúp em nha. Áo này em thấy đang rất là hot. Mà nhà em bán có 85 thôi đó, vải 2-3 lớp luôn nha. Màu đen, màu hồng. Quần tây hết rồi đấy em ơi, có mẫu đó nữa thôi đó. Hết sạch rồi. Còn đó nữa mà sale. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo kèm màu giùm em nha. Màu xanh chuối, màu đen, màu trắng. Màu trắng giùm em. Rồi cái này là màu nu 85.000. Á à, cái này mà mặc lên chắc xịn luôn đó trời. Đẹp lắm luôn đó. Áo giùm em 85.000, comment giúp em màu. Cái này mọi người mặc với quần jean á, đẹp lắm. Quần jean sọc đùi hoặc là quần thun đùi á. Mặc ở đằng trong á nó là dạng giống như kiểu là phong đầm luôn á mọi người. Y chang như kiểu phong đầm luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em, comment giúp em là màu nha. Áo baby doll á. 2-3 lớp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là màu nha. Cái này có đúng 10 cái duy nhất luôn đó mọi người. Trời ơi, cái áo này nó hot trên mạng lắm luôn á. Gọi là bao hot luôn chứ phải là hot nữa đâu mọi người. Nè, ở trên mạng người ta mặc cho mọi người đầy đó thôi đó. Form vậy luôn á. Nè, dây mọi người, những cái dây là mọi người biết hàng xịt đây nè. Hồng với xanh chuối của Lan Nguyễn, xanh chuối của Uyên Vi. Này trên mạng nó mặc đầy rồi còn bắt em mặc gì mọi người, chắc mọi người lướt 10 cái Facebook là hết 9 cái Facebook bán thế này luôn rồi đó, bán đầy ở trên mạng luôn á. Màu giúp em nhá, đen hồng xanh chuối nu, xanh chuối của Lê Trạc Nghĩa. Rồi ai lấy được ghi giùm em là màu nha. Đen của Nguyễn Yên 3 lớp lận. Cái vải đẹp quá mọi người. Nâu của Pha Lê. Nhìn màu chốt giùm em nha. Em sale có 85.000 thôi đó. Hà mà không ế là em bán cái này 115.000 rồi đó mọi người. Cái này bao nhiêu ký cũng vô được hết á. 85.000 một cái. Ai lấy thì lấy từ hai cái đi, đủ hàng mà ship rồi mọi người. Cái này là màu hồng. Màu hồng, màu đen, màu xanh chuối, màu trắng, màu nâu. Cái này thì không cần nói số ký đâu, vải siêu đẹp. Không cần nói số ký tại vì cái này bao nhiêu ký mọi người cũng vô hết, nó là form baby doll. Còn nha, làm tránh ơi. Chị Chi Dương xả hàng không lấy không bán đó chị. Mua hàng mà xả hàng nó không có bán nữa. Ngày mùng 1 không bán cho những người bom hàng nha. Bom hàng với xả hàng. Không bán là không bán với mọi người. Mọi người đi Facebook khác mua giùm em. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Màu giúp em. Xanh, trắng, hồng, nu, đen. 5 màu. Tha hồ lửa. 85.000. Set hồng. Set như lúc nãy baby doll á. Màu tím á, à, màu tím á, màu hồng đó. Đó. Rồi áo này giùm em. Áo này em xả có 65.000 luôn. Áo này em hết hàng rồi nha mọi người nhé. Áo này hàng Quảng Châu, bữa em mặc với cái quần một quần ống bo cho mọi người coi đó. Rồi áo 95.000 sale còn 65, trắng với nu thôi. Hai màu trắng nu. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo kèm màu. Áo này thì form quá, dễ mặc cho mọi người luôn. Vải xịn này mọi người. Rồi ai lấy ghi giùm em áo 65, chốt cho em từ hai cái đối với khách mới nha. Áo này em mới mặc với quần bo, mọi người nhớ không? Nhớ cái quần bo không? Cái quần bo, cái quần gym bo mà em bán mọi người 145.000. Em mặc với cái áo này rất là xịn sò luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em áo nu với áo trắng 65.000. Trắng của Tâm Phạm, nu của Kính Nguyễn.
Hay là 95 mà xả còn 65 á mọi người. Ai lấy được ghi giùm em nha. Hai cái hai màu của Mỹ Mỹ. Trắng bộ kim yến. Rồi em còn nu thôi nha. Hết trắng rồi em còn nu thôi. Nu sang mà. Lấy màu nu đi mọi người. Nu sang mới chết. Nu của Trâm Trâm. Nhớ chốt thêm một sản phẩm mới đủ hàng nha. Mai em chốt hàng rồi đó. Mai không có like nữa đâu. Rồi cái này ghi cho em là màu nu với màu trắng giùm em. Nu với trắng. Set mặt Mickey màu đen chị đang mặc của Tâm Phạm. Nu của Uyên Vi. Còn nu không vậy? Nu. Hôm qua cái nu này hết hả? Cao mỡ không có. À cái áo này em vừa mặc cái quần tây em. Mọi người hỏi cái quần tây đó đó. Mọi người nãy giờ mọi người hỏi quần tây em vừa mặc cái áo này. Áo này là cái gì? Cao mỡ một cái. Cái này là hàng siêu mắc luôn á. Hôm bữa là 115.000. Em xả 175 luôn. Rồi màu trắng. Má hay sale 75.000 luôn này. Má áo này là xịn ơi là xịn luôn á. Cái này có nhúng mọi người khỏi phải lo là nhúng ơi bao nhiêu ký nha. Dễ mặc. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu nu. Màu trắng. Rồi cái này là màu kem. Áo này là siêu đẹp luôn mọi người, chứ không phải là đẹp đâu mọi người ơi. Nè. Rồi màu kem, màu hồng. Áo này mọi người mặc cái quần tây là đỉnh trên của đỉnh luôn á. Rồi cái này là màu hồng giùm em. Màu vàng. Với lấy kiểu khác rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu hồng, màu kem, màu trắng với màu nâu. 75 màu nu của Phương Hí. Màu nu, nu khác, nâu khác nha. À, nu khác, kem khác nha. Nu là cái này này. Kem màu giúp em nha, 75.000. Áo này mặc cái quần thần thánh nó cũng đẹp nữa mọi người. Dễ mặc nhất. Chân váy mặc đẹp nhất là khi mặc với chân váy mọi người. Ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em nha. Màu giúp em. Màu nu. À lộn, màu hồng. Màu kem. Màu nu. Với lại là màu trắng giùm em nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhé. Màu nâu của Uyên Vi 65. Ở nâu Uyên Vi 65 lúc nãy rồi. Xé phía đó đi. Xanh min 75.000. Dễ mặc lắm luôn đó mọi người. Nè. Đó. Xé cái đó đi. Cái đó lúc nãy có rồi. Comment lại. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Cô cho bọc đi. Màu giúp em nha mọi người. Xem biết kia kìa. Cái nu của Phương Hí có chưa? Hay là xé nu của Phương Hí rồi. Nu Phương Hí có chưa? Cái màu nâu bên kia của ai vậy? Cái đang cầm nó 75. Bỏ qua cho Vin Vi cái màu đậm đi. Nó 75 đâu phải 65 đâu em. Chị đọc giá hàng sau mà. Rồi set ngố Mickey. Cái này hàng xịn cho mọi người nha. Sale 125.000. Ủa em đọc 75 mà mọi người. Em đâu có đọc 65 đâu. Chị đọc bao nhiêu vậy? Để cho chị đọc bao nhiêu vậy? Cái áo đằng sau cùng á. Em đọc 75 mà sao mấy chị cứ comment 65 không vậy? Em đọc 75 mà. Ủa em đọc 65 mà mọi người. Em đọc 75 mà ta. Em đâu có đọc 65 đâu. 65 là cái áo màu trắng với màu nu ở đầu á, là cái áo cổ tim á. Còn áo sao em đọc 75 mà. Quần hàng xả không có mặc em ơi. Ủa em đọc bao nhiêu vậy mọi người? Sao ai cũng comment là 65 không vậy? Rồi set ngố 125.000 màu hồng. Đọc 75 mà, đúng rồi em cũng nhớ đọc 75 chứ em đâu có đọc 65 đâu. Ai cũng comment 65 hết á. Quỳnh Dung comment lại giúp em đi. 75 chứ không phải 65 đâu mọi người ơi. Mọi người comment sai giá hết tùm lum kìa.
Rồi comment giúp em nha mọi người, set Mickey giùm em. Set Mickey hàng xịn á. Em nói 75 chứ em đâu nói 65 mà té hơi hạt nhiều, hai người comment 65 rồi. Lộ giá mấy bé nó không có biết, nó tưởng áo kia nó xé giấy mất. Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu giúp em set ngố kèm màu. Cái này em xem màu 125.000, 140 á. Màu hồng nhạt, màu hồng đậm với màu nu nha. Vải này là vải hàng xịn đó mọi người. Em mặc cho mọi người một set nha. Cầm gì đó. Em đọc 75 mà mọi người, em có đọc 65 đâu mà cầm em đọc ra ngoài. Với hồng đậm của Lan Nguyễn. Má sẽ này xinh quá mọi người ơi. Ngố nha mọi người nhá, ngố. Nè, bên nó xẻ thế này má cưng quá, các em để xét mặt. Má em ghiền cái vò phọc áo như thế này lắm luôn á. Em chúa ghiền phọc áo như thế này á, mặc nó dễ thương mọi người. Dễ mặc, dễ thương, dễ chịu luôn. Phọc áo nó xẻ như thế này mà vặt bầu á. Mai ca đi cọc đi chị ơi. Trời ơi là trời, mua nhiều như vậy ai mà để được. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái này là màu hồng đậm, cái này là màu nâu, cái này màu hồng nhạt. Ai lấy ghi giùm em nha. Hồng đậm, nâu với hồng nhạt giùm em. Cưng quá. Màu nâu cũng đẹp. Không cọc em không có để hàng đâu chị. Em mà nói rồi mua nhiều phải đi cọc. Quy tắc người ta bán hàng xưa giờ vậy rồi. Rồi lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. Cái này hồng đậm, hồng nhạt với lại màu nâu, ba màu. Dễ mặc, ngố mọi người. Không đẹp quá. Tan mỗi ngày bôi 2-3 lần tùy em ơi. Cũng bôi ngày bao nhiêu lần cũng được. Cũng tan nhanh thì bôi nhiều lần. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. Cái này là hồng nhạt này. Mà mặc là hồng đậm với màu nâu. Hồng đậm, hồng nhạt, hồng đậm với nâu giùm em nha. Cọc cho em vào số tài khoản ở dưới 200.000 đi, hoặc là 300.000 tùy mọi người muốn cọc bao nhiêu thì mọi người cọc. Rồi mọi người mua tiếp. Chứ bây giờ mọi người cái gì chị cũng chốt 2 món, 2 set, 2 màu. Mà chị không có đi cọc ai dám để mọi người. Thì lên địa chỉ giùm em. Cái này bao nhiêu ký cũng vô được nha cả nhà ơi. Bao nhiêu ký mọi người mặc cũng vô hết á, thoải mái giùm em số ký nha. Rồi comment giúp em là màu. Hồng đậm, hồng nhạt với lại là màu nâu. Màu giúp em nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Bác sĩ mặc đẹp xuất sắc. Rồi áo. Áo này xem mọi người 65.000, form rộng dấu quần nha mọi người. Áo giùm em. Đỏ với đen 65.000, 125 lần á. Áo này hàng xịt nha mọi người nhé. Xe còn 65, ai nhận áo này rồi đều biết cái chất của nó nha mọi người. Comment giúp em là áo. Áo kèm màu. Màu đen với lại là màu đỏ giùm em. Áo này là form rộng dấu quần đó mọi người. Dạ áo thể thao. Ai lấy thì ghi giùm em. Comment giúp em là màu nha. Màu đỏ với màu đen giùm em nha mọi người. Đỏ với đen. Mọi người ơi, áo cổ vuông nha. Set dây vừa nãy còn. Áo cổ vuông giùm em 75.000. Áo cổ vuông 75. Hai màu trắng với nu thôi. Set dây hồi nãy chỉ còn á. Rồi comment giúp em nha mọi người nha. Màu nu với lại là màu trắng giùm em, nu với trắng. Comment giúp em là màu nu với trắng. Trắng của Kiều Vi có 75.000 thôi. Áo cổ
có đâu. Nu váy trắng 75.000, cái này hàng xịn đó mọi người. Nu váy trắng nha cả nhà ơi. Ai lấy nu thì chốt nu, ai lấy trắng thì chốt trắng nha. Hai màu nu váy trắng giùm em. Hai màu nu trắng, trắng nu. Rồi set 3 món cao cấp. Set 3 món, cái này là kèm cái băng đô. Set 3 món 95.000, 135 xe còn 95. Set 3 món nha. Quần này là quần ống bò ở đằng dưới nha mọi người, siêu đẹp. Set 3 món 95. Cái này ai nhận luôn. Vải siêu đẹp. Set 3 món giùm em 95.000. Ai lấy set 3 món ghi giùm em là set 3 món. Set 3 món giùm em. Rồi 75.000 set hồng. Hồng 75.000. Ai lấy hồng ghi cho em là hồng 75. Set hồng 75k nha mọi người nhé. 75k. Ai lấy set hồng ghi giùm em là set hồng. Các bà Mai Cao này chả hiểu tiếng Việt Nam nói thì sao sao ơi. Các bà cũng ngồi chốt mệt quá, nhắc nhiều dễ mất lòng, nhắc nhiều mất hồi quả. Quần size S giùm em. Má ở đâu ra vậy? Quần con bò size S 125. Ai quần con bò? Ai lấy quần con bò liền này. Có size S, có đúng một cái duy nhất size S. Thế là xe có 75 thôi. Xét hồng chỉ mặc hay là xét hồng nào? Xét hồng đang mặc hay là xét hồng nào? Là xét hồng lúc nãy vừa mới qua. Rồi quần ring size S có cái luôn mọi người. Size S luôn. Quần Betty con bò. Quần jean size S 75.000. Ai lấy quần jean size S ghi giùm em là quần jean bò size S. Má có cái duy nhất luôn mọi người mà nằm size S luôn. Vải siêu đẹp nha. Rồi đầm baby doll màu đỏ. Quần jean size S của Nguyên Châu. Cái này comment giúp em nha. Đầm hết rồi mọi người, có một cái không comment lẹ. Đầm 85.000, đầm 135 á, sale còn 85, có một cái đầm 85 này. Cái này set con bò này đẹp lắm. Set con bò, set gấu nhưng mà ở dưới là quần con bò. 125. Rồi set này 100.000 luôn. 160 sale còn 100.000. Comment giúp em nhá, xếp con bò 100.000. 2 giây 89k. Giùm em. Ai lấy 2 giây ghi cho em là 2 giây 89k. 2 giây 89k có xếp à. Này đẹp xuất sắc luôn mọi người. 2 giây 89k. Trời má ơi, nhìn cái mặt nó đen thui luôn. 2 giây 89k giùm em. Ai lấy set 2 giây ghi giùm em là set 2 giây 89k. Lê chốt cái gì vậy? Set ngũ hồng đậm đang mặc. Rồi cái này là đầm cao cấp giùm em nhé. Đầm này nó có cột eo luôn. Eo đằng sau mọi người bao nhiêu thì mọi người cột vô bấy nhiêu nha. Rồi đầm này 140 xem mọi người 100.000 luôn. Đầm đó mọi người 140 xem mọi người 100. Hay đầm hàng xịt nha. 140 rồi đó. Dây mọi người bao nhiêu, eo mọi người bao nhiêu thì mọi người cột vô này. Đầm giúp em nha mọi người nhé. Ai lấy đầm thì ghi giùm em là đầm. Xét ế quá mọi người. Ế chưa bao giờ được ế. Rồi đầm giúp em. Đường đầm huyền đầm. Baby doll 85.000. Baby doll này Quảng Châu nhưng mà hàng Thái luôn nha mọi người nhé. Baby doll 85. Á à, đẹp quá.
baby doll có cái thôi 85.000. Ai lấy baby doll ghi cho em là baby doll 85, có cái duy nhất à. Đầm nha, không phải áo đâu. Đầm baby doll 85. Đầm baby doll 85. Set loang này, ai comment lẻ thì chốt nha mọi người nha, set loang. Comment giúp em là set loang giùm em 85.000. Set loang 2 giây á mọi người. 85k. Ai lấy set loang ghi giùm em là set loang 85.000. Có set thôi mọi người ơi. Loang 85. Ủa mọi người đi đâu hết rồi, chấm bài cái đi cả nhà. Không thêm ồn một chút đơn nha. Để mai em dọn hàng về nhà luôn. Có ai coi nó không? Em làm ồn chút đơn này. Chốt đi với lại là một ít mỹ phẩm lúc tối. Cho mọi người đi luôn đi. Quải like lắm, chẳng muốn like luôn. Màu nu. Ai có ai mua đâu. Set mặc đủ màu chị Quyên. Có set Mickey này đẹp lắm này Quyên. Đưa set Mickey 2 giây lúc nãy đi. Rồi em lên cho mọi người toàn những cái set có mấy chục nghìn luôn á. Mọi người còn không mua nữa làm chịu á. Nghỉ cho rồi đi chứ like làm gì cho nó mệt người ra. Set Mickey này đang hot quá trời hot luôn. Em mò em đi đơn đi mọi người, khỏi like thì em dọn hàng. Hôm nay dọn kho đi. Dọn kho chuẩn bị trở về nhà. Rồi comment giúp em nha. Tính ra là không like cái gì mắc luôn á. Bình thường bán 300-340 sale còn 70-80 nghìn luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Giá đó mà còn không mua được nữa thì đi đâu mua mọi người. Ai lấy ghi giùm em nha. Em ọp em chút đơn em like cho bà kia, bà có lấy cái nào thì bà lấy. Set Mickey giùm em. Hồi Lê còn giữ đơn không em ơi? Có hai cái áo hôm bữa kêu là không biết. Người ta kêu là hai áo thôi, sao mà hỏi chị là màu nào được. Mickey đủ màu cho Quyên. À, cái set này đẹp muốn xỉu luôn á, với màu đen đen. Cái set này em nói thật vải đẹp muốn xỉu luôn. Có 115 hả? Này em sale có 115.000 thôi đó. Vải đẹp ơi là đẹp luôn. Hay màu đen nữa này. Má ơi cái set Mickey này nó đẹp lắm luôn đó mọi người. Về có 20 set à. Sáng của chị Thủy. Lên những cái set siêu phẩm. Có đúng rồi đó. Bà là có màu trắng, màu trắng á. À set này đẹp cũng chết luôn. Nó thiệt á, em nói thật luôn á. Set này đẹp xỉu luôn. Bình thường bán 130 mà giờ xem mà cũng có 115. Hết sạch. Còn mấy set thôi à. Này em về có ít cho mọi người ơi. Hàng em đâu dám lấy đâu. Không dám lấy luôn á. Thêm một sám cho bà Quyên. Không dám lấy hàng luôn là mọi người biết rồi đó. Tại Facebook em chỉ tại vì em sắp chuyển về nhà, em chỉ like trong kho cho nó vơi bớt đi. Rồi em ọp. Để mà em chuyển về nhà rồi dọn về nhà rồi tùng lung, nó cũng phải mất 3-4 ngày. Là em nghỉ 3-4 ngày á. Rồi dọn nhà tùng lung nữa mọi người. Nên là ráng like cho mọi người, chốt gì đi chốt. Ba màu giùm em. À, set này đẹp cũng xỉu luôn á. Tự tin rằng là set này rất rất là xịn sò luôn. Rồi nhìn nó áo nhỏ nè, nó áo co giãn. Nhung Nguyễn là trắng đen. À cái phong quần này. Nhìn mà muốn rụng nụ trên like luôn á. Đưa chị cái set ngủ kia để set ngủ đâu rồi ta. Để set ngủ chị. Set 3 món em hết rồi chị ơi. Mẫu đó có set rồi. Đó đó. Set ngủ này đẹp lắm nè chị Quyên ơi. Má ơi tôi về mấy bà tôi tà bán gần là hụt so với giá. Giá lúc đầu ví dụ như bình thường mà em bán cho mọi người là em bán tầm khoảng 130. Bây giờ em hụt toàn 10-15 nghìn không. Tính ra một set lời có 5 nghìn luôn á. Rồi có 5-10 nghìn luôn đó mọi người. Set này để em mặc cho mọi người, đưa chị màu đỏ đây. Tôi mặc một set ra dành nhau chắc luôn. Em còn có đúng 8 set thôi. Còn lẻ còn ha. Còn đúng 8 set nữa hết.
set này mọi người, xỉu không? Dễ thương, dễ mặc cực kỳ luôn đó. Trời ơi, má ơi, set này là mặc bao bao, dễ thương luôn đó. Biết bao nhiêu không? Có 95.000 thôi đó mọi người. Rẻ không? Trời ơi, má ơi, nó cưng. Mọi người nhìn cái phong quần này, dễ thương không mọi người? 95.000 màu đỏ. Má đẹp muốn xỉu luôn. Màu đỏ, màu xanh. Màu xanh giùm em, đỏ xanh. Má đẹp quá. Màu đỏ, màu xanh. Màu hồng. Còn có 7 set à, hết rồi. Màu cái này là màu hồng giùm em nhá, hồng sữa, hồng cam sữa. Màu này là màu nâu. 95.000. Quá xịn luôn. Màu nâu hoặc màu cam gì cũng được. Mấy màu tím giùm em. Đỏ của Võ thì Võ Văn Thi, đỏ của Ti Ti. Châu Hiếu thì cọc đi chị ơi. Mua hàng xả nhiều quá không dám bán luôn á. Rồi cái này là màu đỏ tím giùm em với màu đen. Má ơi nó đẹp. Ủa nó mát thì thôi luôn đó mọi người. Hồng với đỏ bà Quyên. Rồi đen nữa nè mọi người ơi. Đỏ với tím là hai màu đó nha, Nguyễn Yên, màu đỏ với màu tím. Đỏ với tím nữa em. Đỏ đô với tím. Má nó xịn cỡ này luôn đó mọi người. 95.000 thôi đó. Rồi cái này là màu đen giùm em nha, màu đen. Màu đen. Cái này là màu đỏ, đỏ tím nè. Màu đỏ khác, màu tím khác nha. Cái này ghi cho em là màu tím đi. Hai cái màu. Trời ơi, trời ơi mọi người nhìn cái màu tím lên này. Đẹp rụng ngủ. Màu cam. Cam đất. Đen thêm cho bà Quyên. Cái này bà Quyên lấy ít, dễ bán nhất mà đi lấy ít nhất. Cọc một lần thì chị mua từng đó sản phẩm thôi chị. Chị cọc một lần mà chị xả em tới 4 món thôi. Chị cứ mua cho cố vô đi rồi chị xả. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Oanh cho chị lại cái địa chỉ đi Oanh ơi. Em sợ lắm chị, bán hàng không sợ bom, sợ gì trời. Chỉ mà 4 món. Bấm ra cho bà là 3 món. 4 món. Bỏ cái phía đó ra đi. Chị bấm lên coi của bà hiện mấy món thôi. 4 món là 5 món thì cũng phải đi cọc hết đó chị. Hôm bữa chị mua em 10 mấy món mà xả bao nhiêu? Xả 4 đòi xả 4 món. Xả 3 món xong rồi đòi nhân viên xả thêm món nữa. Mua hàng mà xả nhiều đâu dám cho bán, đâu bán dám bán mọi người. Mua mà mấy xả nhiều như vậy em không cho xả đâu chị, hãy thông cảm cho em chứ bây giờ mua nhiều vậy mà đi xả của em, trời ơi hàng có mấy chục nghìn nè. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em nhá, comment giúp em nha mọi người. Bộ nu trên ghế là set Mai Phương Bùi, xe 99k. Cái này hàng mắc đó nha mọi người nha, hàng 165 lận đó. Sale còn 100.000. Set Mai Phương Bùi á. Set Mai Phương Bùi bệt vai á, cái set hàng xịt đó mọi người. Sale còn có 100k. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đỏ của anh Tắc Ta. Anh Tắc gì á, anh TAK gì á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, cổ nu giùm em, thêm đen cho TT. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Xem dung mặt màu hồng của Đủ Mỹ Chi. Thêm đi màu mặt mọi người, nó mát lắm. Mọi người thấy dễ thương không? Trời ơi. Để cái xếp màu hồng, màu cam, màu xanh thì xếp gì ta? Đó. Cái khác mà. Bây giờ ấy đi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Xếp Mai Phương Bùi 9K. Cái này xếp đùi đẹp quá nè mọi người ơi.
này xinh lắm mọi người. Trời ơi, này đẹp quá. Xét giùm em. Xét giùm em cái này bán tặng mọi người, xét nu 99 của Xuân Lan. Cái xét này hôm bữa là 135.000. Cái này hôm nay em sale cho mọi người còn 95.000 thôi nha. Xét đùi mọi người, xét đùi 95.000, cái này có màu đẹp lắm luôn. Đùi 95 má ơi, có mấy chục nghìn cái set này luôn mọi người, tưởng tượng đi. Má chắc xỉu luôn đó trời. Set mà có màu nu không? Có màu cam thôi. Chốt cho chị bộ đội chị Châu Hiếu này. Má set này sale còn 95.000 thôi đó. Ai quất thì quất lẹ nha. Có màu, có màu, có màu, từ từ đi mấy chị ơi. Hồng cho bà Quyên trước đi này. Xuân Lan này hả chị? Không. Nu 99 ra đây em kìa. Bà, set 95 mà. Cái này là màu hồng cho Lan Nguyễn. Hồng cho Nguyễn Thơ. Cái này có màu nu nữa này. Trời trời trời, để màu đi làm mấy chị ơi. Cái này còn còn đâu được mười mấy set á. Đủ màu đùi cho chị Quyên này. Rồi cái này là màu cam giùm em. Cái này bà Lan chắc có đủ màu luôn quá. Trời đẹp quá trời luôn mà sale còn nó 95.000 bà. Á à, cầm cái set 95.000. Cảm giác nó bèo bọt mây trôi ghê luôn á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Cái này là màu xanh. Ờ màu này. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Em còn được 12, 13 bộ gì thôi. Đủ màu là hết á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Màu đen này mọi người. Rồi cái này là màu hát màu xanh cưng quá. Màu xanh, màu cam, màu nu, màu hồng. Cầm chị đi. Tí nữa chị đưa lại màu cho con. Set này là siêu siêu dễ mặc luôn đó mọi người. Dễ mặc cực kỳ luôn á. Nè áo phông rộng kèm với cái quần đùi. Ở dễ mặc. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Set đùi thêm cho Lan. Màu xanh 2 của chị Quyên. Màu xanh đẹp lắm luôn đó Quyên. Màu đen này mọi người. Hồng của Trần. Ôi còn hồng không vậy. Đang like set này mà em cầm cái set nào em cứ đưa cái set kia ra. Trần Lan Anh đang like cái set này mà. Lại xuất hiện. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Này là màu đen. Mắt em thấy một số người không nhìn thấy. Rồi ai lấy ghi giùm em nha mọi người. Cái này là màu đen. Rồi cái này là màu cam. Bộ đang mặc bao nhiêu ta? 95. Bữa set mai Phương Bùi thiếu mất set xanh á. À? Vậy hả? Bỏ đủ nha Dung. Ok nàng. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Chị lấy đủ màu xanh. Ok. Bị cho bà đủ màu thêm 2 xanh rồi đó. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu cam chỉ mặc nha mọi người. Trời má màu cam này. Hồng. Xét hồng 95. Ê, cái này là 95 hả? Ở đâu? 95 hả? Là hồng. Còn hồng không? Hồng cho Thi Lê. Là xét này nha. Xét này, xét này. Xét này cũng 95 luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh. Á, màu xanh này bao trắng da luôn đó trời. Rồi cái này vì mọi người mặc cái áo phông rộng riêng ra nó cũng đẹp nữa. Mặc cái con đùi á. Màu đẹp thế. Em còn màu xanh. Em còn màu xanh. Cái này là màu cam giùm em. Màu cam. Từ xíu đem vô lại sẽ đem mặc cho con. Rồi cái này là màu đen. Màu đen giùm em. Xét đùi này đúng không? Thi Lê là còn bộ đỏ đang mặc không? Còn á. Rồi cái này là màu đen giùm em. Rồi cái này là màu nâu. Má ơi có 95.000 chốt 2 set mà mặc mấy má ơi. Mùa hè này em toàn là về set đùi cho mọi người không à. Không về set dài. Trời ơi má ơi nó đẹp. Thì mọi người nhìn thấy cái form này. Form đẹp không? Rồi cái này là màu hồng. Hết nha mọi người nha. Nó bóng nhai vậy. Quên là cái set đùi này nè má. Nãy giờ ghi set này là mấy bao nhiêu tiền? Quên là cái này nè. Trời ơi mấy đứa này vừa nãy giờ nó bỏ cái gì vậy trời. Đủ màu. Thiếu kìa, thiếu màu kìa. Cái này
là ai vậy? Thế là xét này, sao mấy đứa này nó cứ bỏ lộn hàng tùm lum cho khách chị chơi. Bỏ cái hồng đó cho Thi Lê đi, bỏ hồng đó cho em Thi Lê đi. May là like có 6 mấy 7 mấy nha, chứ like tập khoảng những vài 300 như bữa nay chắc bỏ hết hàng lộn cho khách luôn á. Đưa ra cái bộ ngủ đấy chứ. Khác nhau nhưng mà chị đang chốt bộ đùi mà, chứ chị đã cái bộ kia đã là qua rồi mà. Đang chốt cái bộ đùi mà. Đưa cam cho bà Quyên nữa kìa. Ờ cam có rồi đúng không? Bà Quyên là hai màu xanh rồi đó. Xanh hết hả? Em giơ lại màu set ngủ em đang cầm này. Cái này ghi cho em là set ngủ nha. Ai lấy ghi cho em chữ ngủ nha mọi người. Rồi cái này ghi cho em là set xanh, ngủ xanh giùm em này. Ngủ xanh giùm em. Ngủ xanh giùm em nha mọi người. Rồi ngủ cam này. Cái này là màu cam nha. Đọc đúng cái mã em đọc nha mọi người. Comment đúng mã em đọc, set em đang mặc. Rồi cái này ghi cho em ngủ đỏ của Trần Lan Anh. Còn đỏ không vậy? Từ từ còn đỏ không? Ngủ đỏ là đang mặc này, là cái sẽ đang mặc á. Rồi ngủ đỏ Trần Lam Anh là cái đang mặc rồi hết. Rồi cái này ghi cho em là màu môn, màu môn giùm em. Rồi cái này là màu đen, màu đen giùm em nha mọi người. Mát rẻ đẹp chất lượng 95.000. Rồi cái này là màu hồng. Đó, comment đúng màu giùm em, ghi chữ là ngủ là được. Ngủ kèm màu. Cái này là màu hồng. Mặc nó mát lắm luôn đó mọi người. Cái này mà bà nào ví dụ đang có em bé mặc cũng thoải mái nữa. Cái này mấy bà có bầu mặc cũng đẹp nữa. Có bầu là mặc tới gần tháng cuối luôn á. Nó dạng baby doll mà nó mặc mát, bầu vì mặc mấy cái set kiểu như thế này nó mát. Nó rộng. Rồi cái này ghi cho em là màu tím. Màu tím, màu cam, màu xanh. Rồi hết. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu nha mọi người nhé. Màu giùm em. Này là màu xanh. Rồi đưa chị cái áo đằng sau đi. Thêm đen cho đủ mỹ chi. Bút quay thuận đi. Hết màu đỏ rồi mọi người ơi. Hết ngủ màu đỏ rồi. Hết màu em mặc. Rồi áo giùm em. Đi thay cho. Lấy chị cái quần trắng ở trên ghế nha. Ngủ hồng của Xuân Lan. Hết ngủ đỏ rồi nàng ơi. Bước qua màu khác của tôi. Đỏ rồi. Siêu đẹp. Cái này hôm bữa là 95.000 em xem mọi người còn 79k nhá. Lại còn có mấy áo thôi. Ba màu hả? Xanh. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, có màu hồng hả? Rồi ai lấy ghi giùm em nha, áo 79k giùm em. Cam xanh nu với đen. Áo này là khỏi phải bàn đi mọi người. Em bán 95.000 mà giờ em xem còn có 79k thôi. Này có mấy cái duy nhất à? Ai lấy thì ghi giùm em nha. 79k. Áo kèm màu.
luôn á. Áo màu nu, xinh quá. Cổ của nó dạng cổ vuông á mọi người, đẹp quá. Hay lấy ghi giùm em là màu, màu xanh, màu đen với lại là màu cam em mặc với màu nu. Xanh, cam, đen, nu. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu. Rồi má like Facebook nhìn còn có 52, 51 rồi bốn mấy người coi luôn. Facebook kiểu gì luôn á, kiểu Tây luôn. Ta đi lên lại đi mọi người ơi. Mọi người nha. Nhớ là con xuông này đã nhập thêm 100 rồi nha. Hôm nay thì đúng không? Hôm nay về đúng không? Và mai không nhập nữa đúng không? Ừ. Hello này, hello mọi người, và chấm bài lên cho em nhé. Hello Út Lê này, hello chị Nga Phan Thúy. Mọi người thấy em thì chấm bài lên đi mọi người. Chấm bài tương tác lên giúp em nha. Mọi người hôm nay nhiều hàng lễ sai lắm em tặng nhá. Nhiều hàng lễ sai lắm nên hôm nay em tặng dễ lắm đấy này. Mọi người chấm bài lên cho em đi mọi người nhá. Vào tương tác chấm bài thả tim thả like cho em nha mọi người ơi. Vào tương tác chấm bài thả tim thả like cho em nha mọi người. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like nha mọi người ơi. Hôm nay bán siêu rẻ luôn, tại vì hôm nay toàn hàng lẻ sai thôi. Sai lẻ lẻ nhiều lắm, bị bé, sai bé nhiều lắm. Các chị chấm bài tương tác lên cho em đi. Lại đơ à? Đúng rồi. Làm sao mà nhầm được. Em tắt đi, em vào lại đi. Tắt đi, in thử xem bị chậm không nào. Hôm nay giống hôm qua. Hello mọi người nha. Hello chị Nguyễn Thu Huyền này, hello chị Nga Phan Thúy này. Hello các chị nha mọi người ơi, vào chấm bài lên cho em nha mọi người nha. Chấm bài tương tác lên cho em nha mọi người ơi. Chấm bài tương tác thả tin thả like cho em nha mọi người nha. Cảm ơn chị Nga Phan Thúy nhá, cảm ơn chị. Đúng chị mua của em đúng 3 năm rồi đấy nhỉ. Đúng 3 năm từ lúc em biết bán like rồi, bây giờ là 3 năm rồi đấy. Hiếm có người mà tìm được em như chị lắm đó, tại vì là em thay rất là nhiều bếp á. Em bị quét nhiều bếp thật sự luôn á mà chị vẫn tìm ra được em, và chị hơi bị trung thành luôn á nhỉ. Mọi người chấm bài lên cho em nha mọi người nhá. Có cái nào tính mất sạch luôn á. Ngày xưa là cái Nikki á. Xong mấy cái link store nó mất hết. Facebook của chị có kết bạn và theo dõi ở trên bếp này thôi, mà bếp nào cứ quét hết cả đi, quét mất hết cả bếp cả bụng rồi. Ok nha, rồi mọi người chấm bài tương tác lên cho em nha. Có bộ vải mát mà ba lỗ chưa có mọi người, ba lỗ chưa có mọi người nha. Năm nay khan hiếm hàng cực kỳ luôn, tại vì bên Trung Quốc người ta đóng biên vì bị dịch á, không có vải làm luôn á. Người ta đóng biên cũng không có hàng xuất về, cũng không có hàng xuất sang luôn á mọi người. Năm nay hàng đắt lắm, năm nay hàng cực kỳ đắt luôn á. Rồi mọi người chấm bài lên tương tác lên cho em với nha mọi người. Hello Nguyễn Anh Bùi, hello Hằng Lê, hello các chị nha mọi người nha. Hello Quỳnh Trang này, mọi người thấy em thì chấm bài tương tác lên giúp em với nha mọi người ơi. Chấm bài tương tác lên cho em nhá. Rồi đầu like em tặng bộ này cho các chị này. Em còn tầm chắc 10 bộ thôi, đầu like tặng cho em nhá. Size 15 cân đến 20 cân cho em tặng đầu like cho em này. 39.000 bộ đi,
váy xanh sau bao nhiêu. Váy xanh sau của 70.000 thôi. Hôm nay em bán toàn hàng lẻ size, nó rẻ lắm mọi người. Vào chia sẻ like cho em nhé mọi người nhá. Vào chia sẻ like cho em đi. Chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi. Chia sẻ like tăng tương tác cho em là 01 nha mọi người nhá. À, hàng cúc tông cho em này. Đó, hàng cúc tông chất rất là mát luôn. 01 em tặng bộ này 39.000 một bộ thôi. 01 lên cân nặng cho em vì cái này hàng lẻ size mọi người, em còn ít lắm. 01 39.000 áp dụng chia sẻ like cho em nhá mọi người nhá. 39.000 áp dụng chia sẻ like cho em này. À, chất mát lắm, cảm ơn chị Nga Phan Thúy nhá. Rồi này, 01 39.000 đồng cho em Nguyễn Châu lên cân nặng đi chị ơi, size 15 cân đến 20 cân cho em nha các tình yêu nhá. 15 cân đến 20 cân nhưng mà không lựa màu đâu các chị nha. Không lựa màu đâu nhá. 39.000 em tặng bộ cúc tông tàu cho em nhá. Chất rất là mát, co giãn 4 chiều cho em này. Đó, chị nào lấy 01 thì comment cho em 01 kèm cân nặng cho em và kèm số điện thoại cho em và có đơn. 39.000 áp dụng chia sẻ like cho em nha các tình yêu nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em. 39.000 bộ rẻ nhá. 39.000 em nhầm không được cái thì em còn đúng 10 bộ thôi mọi người ạ. Còn đúng 10 bộ thôi, em sang con thấy còn sót có 10 bộ thôi. 01 nhá. Thí Phạm có 01 này, ok này. Lên số điện thoại đi. Nguyễn Châu ở 01 rồi, ok. Nguyễn Thắm có 01, ok. 39.000 15 cân đến 20 cân cho em tầm 4 đến 5 tuổi mang vừa. Các chị lên mã hàng này, nhắn cú pháp chưa? Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại trên một dòng cho em nha. Trên một dòng giúp em nha các tình yêu nhá. Đó, chị nào lấy 01 thì comment cho em là 01. 39.000 bộ không mua phí lắm. Các chị được kiểm tra thoải mái trước khi nhận và vui lòng và nhớ là đi đơn trên 100.000 đồng hộ em nhá. Đi đơn trên 100.000 đồng hộ em. 01 Nguyễn Thắm có này, ok này. Quên lại là không ăn nước này được. Có phải vứt ở đây. Ok nha, 15 cân đến 20 cân các chị nha, tầm 4 đến 5 tuổi là mang vừa cho em. 39.000 nha. Ừ, thì á, à nhà bà sáng á, rồi sang một tí cốc đi cho em nhé. Ok nha, mã số lên cho em là 01 39.000 đồng cho em các tình yêu nhá. 39.000 size cho bé là từ 15 cân đến 30 à đến 20 cân cho em. 15 cân đến 20 cân cho em. Lên số điện thoại này có 39.000 bộ với chất đẹp lắm mọi người ơi. Hôm nay hàng cốt tông tàu đấy mọi người ạ. 39.000 nha. 39.000 cho em. 39.000 đồng cho em nha mọi người. Chị nào lấy 01 thì comment cho em 01 đồ em có một cái váy này thôi này em tặng này. Cái này hàng lẻ size này 15 cân này, 02 này. Đấy nhá, cái này lên là 02 cho em 15 cân này. Tặng luôn cho em này. 30.000 cái váy 2 dây chất tơ mềm cho em này. Em có đúng một cái thôi. 15 cân đến 17 cân nói chung là 3-4 tuổi mang vừa cho em. Con này là 02. À 4 tuổi chứ 4 tuổi đấy. Thì con này 4 tuổi mang vừa cho em váy 2 dây nhá. 30.000 cái này em thấy thì em thấy cái đẹp quá. 02 váy tơ nhá, 40.000 bên trong có lót nha mọi người. Thấy đẹp nhá. 02 đi. Đây mình có lót này. 02 cân nặng đi. Cân nặng có đúng một cái thôi. 02 lên cân nặng đi. Nhắc 40.000 cả đấy nhá. 30.000 cả cho em 02. 02 nha mọi người. 02 giúp em nha. Mã số tiếp theo này. 02 lên cân nặng đi mọi người. Lên cân nặng cho em thì nào không có cân nặng chứ làm sao được. Lên cân nặng giúp em. Có một cái đấy thôi. Một cái thôi. Một cái đang chèo đây. Rồi mã số lên cho em 03 này. Ông ơi. Số tiếp theo lên cho em 03 này. Váy tơ này. Đây váy tơ lên cho em mã số 03 này. 10 cân đến 15 cân 1 đến 3 tuổi mang vừa cho em 02 hết rồi nha. 02 hết rồi. 02 hết rồi. Rồi ok con này lên cho em 03 này. 03 cho em nhá mọi người nhá. 03 này. 20.000. 20.000 một cái. 03 20.000 này size 10 cân đến 15 cân này em. 10 cân đến 15 cân 1 đến 3 tuổi mang vừa cho em này. 1 đến 3 tuổi mang vừa cho em con này lên là 03 20.000. Nha mọi người nhá, 20.000 con này em tặng 20.000 đồng cho em 03 kèm cân nặng các chị ơi. Lên đúng cú pháp và kèm số điện thoại cho em, cú pháp kèm cân nặng này, kèm số điện thoại cho em là mới có đơn nha các chị yêu nhá. Chị 02 chỉ lên là cái này này. 02 có một cái thôi, 15 cân thôi, 30.000. Rồi con này lên trên là 03 30.000 à 20.000 luôn. 20.000 cho em phải tơ nhá. 20.000 lên cho em 03 này lên chia sẻ like cho em đi. Áp dụng chia sẻ like nhé mọi người nhé. Ok nha, chị nào lấy thì comment là 03 cho em nhé mọi người. Cái này chỉ còn có size 15 cân thôi các chị ạ. Em chỉ có size 15 cân thôi ạ. 03 nhé, 15 cân cho em này. Đó, 15 cân cho em nhé mọi người. 15 cân 3 tuổi quay lại thôi cùng.
treo đấy bán luôn để tự nhiên sao sót cái đấy là nó vẫn được đấy đúng không? Ừ. Ok, 03 nha các chị nhá. 03 cho Bùi Phượng ok này. 03 cho Quỳnh Thơ ok này. 10-15 cân nhá mọi người. 03 cho em 20.000 cái thôi nhá mọi người ơi. 20.000 đồng cho em nhá. Chốt nhanh cho em 03 này. 20.000 đồng. 20.000 đồng giúp em. Chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03 kèm cân nhá. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mọi người nhá. Cho sau bộ đó là mặt 85 không thể nhập sang bộ gấu cũng được, bộ gấu phần gú xì đó được không? Nhập vào đó đi. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này 04 này. Chẳng may lên cho em 05, 04 phần bò này. Lên phần bò cho em 04 này. Bò ngố nha. Mã số tiếp theo lên cho em 04 này. Đây, con này lên cho em quần bò ngố cho em mã số 04 này. Size cho bé là từ size cho bé này từ 17 cân cho tới 37 cân, em có 40 cân nhá. 17 cân đến 40 cân cho em quần ngố, mã số lên là 04 cho em nhá mọi người. 69.000 một quần nhá mọi người nhá. 69.000 lên cho em mã số này lên là 04 cho em quần ngố nhá mọi người nhá. Rất là xinh ạ. 04 đi. 04 69.000. Duyên Nguyễn lên số điện thoại ạ. Duyên Nguyễn lên số điện thoại đi chị. Duyên Nguyễn lên số điện thoại cho em nhá. Duyên Nguyễn lên số điện thoại cho em với nào. Đâu sao tao không thấy mày? Comment nó bị không chịu thấy chị Duyên Nguyễn luôn á. Úi trời, ui lật trời. Rồi 04 nha mọi người nhá, lên cho em con này mã số 04 này. Quần ngố nha mọi người. Form size cho bé là từ 17 cân tới 40 cân nhá. 17 cân tới 40 cân cho em với giá là 69.000 một quần nha mọi người. 69.000 cho em mã số lên là 04 cho em nhá. Mọi người ơi, mọi người chờ chấm ba tương tác lên cho em với nha mọi người ơi. 04 nha. 04 cho em nhá. Hiếu An nhá. Chưa thấy em gọi đến chốt đơn á. Không, nhà em gọi một lượt rồi đấy. Đang gọi lại rồi nhá. Đến nào đang ra rồi. Dương nhập rồi hả? Rồi, cái mã số này lên cho em là 04 cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em quần ngố nhá mọi người nhá. Quần ngố cho em với giá là 04 này. Quần ngố cho em 69.000 đồng một quần nha mọi người nha. 69.000 áp dụng cho em sẽ like cho em lại này. Bán tặng 69.000 một cái quần ngố chất siêu mềm luôn cho em nha mọi người nha. Chất siêu siêu mềm, bao kiểm hàng cho em. Phong size 17 cân đến 40 cân em có size nha các chị nha. Từ 4 tuổi trở lên là mang được rồi á. 4-5 tuổi trở lên là mang được rồi. Mã số hàng lên cho em là 04 nha các chị yêu nha. 04 69.000 đồng cho em. 04 cho em Đinh Phú có này ok nhá. Lên tiền lên cái gì? Chị ơi có tiền có tiền ship là không? Tiền ship 30.000. Ship toàn quốc 30.000 nha. Nhà em nhân viên vừa mới vơ ngủ trưa à quên về nghỉ trưa ăn cơm một tiếng nhá mọi người ơi. Bây giờ lại đang ra bắt đầu gọi lại đấy nhá. Rồi ok 04 cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 04 thì comment 04 cho em. 69.000 cho em. 69.000 cho em nha. 69.000 cho em. Rồi chị nào lấy thì comment là 04 giúp em nha các bác nha. 04 kèm cân nặng cho em là ok có đơn nhá mọi người nhá. 04 này 17 cân đến 30 cân cho em nhá mọi người. À 17 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. 17 cân đến 40 cân em có size, mã số hàng lên là 04 cho em với giá là 04 này. 04 cho em 69.000 đồng này. 69.000 đồng cho em nhá mọi người. 69.000 cho em nhá. Quần jean đùi nha mọi người nhá.
quần jean đùi cho em mã số lên là 05 cho em đi. Chấm bài lên cho em với nha mọi người ơi, tương tác cả tin cả like cho em với nhá. Chấm bài lên giúp em với nha mọi người. Rồi cái này lên cho em là 05 quần jean đùi cho em này. Jean đùi cho em mã số lên là 05 cho em với giá là 69.000, 15 cân tới 45 cân nhá. 15 cân tới 45 cân cho em quần sóc đùi này. Cái gì cũng nhớ. 05 giúp em. Đó, chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 cho em. 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 một quần cho em này. Đó. 69.000 đồng giúp em ạ. Chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. Rất là xinh luôn, quần jean đùi nhá. Từ 15 cân đến 45 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 15 cân đến 45 cân em có size 05 cho em. 69.000, 69.000 đồng một quần cho em. Chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 giúp em đi. 05 bị cái gì nhá. Ok, Quỳnh Thơ có 05 rồi, ok này, Quỳnh Thơ 05 này.
Hello nhỏ là 7 gì? Rồi cái này lên là 07. 07 này. Lên lên cho em mã số là 07 cho em nhá. Quần sóc đây nhá mọi người nhá, quần sóc là mã số mấy đây? Quần sóc là 05. Quần sóc đây 05 đây nhá chị ơi, quần sóc đây là 05 này. Quần sóc cho em là 05 size cho bé là từ quần sóc là size từ 15 cân tới 45 cân cho em, quần sóc cho em với giá là 69.000 nha mọi người nhá. Đây quần sóc đây là 05 này. Quần sóc lên cho em mã số lên, mọi mã hàng lên cho em là 05 quần sóc này. Đó quần sóc cho em mã số lên là 05 cho em 69.000 một quần nhá. Size cho bé là từ 15 cân cho tới 40 cân, em có size quần sóc nha mọi người. Chị nào lấy quần sóc thì comment cho em mã số là 05 cho em nhá. 15 cân tới 40 cân em có size rồi á, quần sóc nhá. 05 cho em nhá mọi người. Đó, chị nào lấy 05 thì comment cho em là
05 là quần sóc này chắc là mềm lắm mọi người, quần bò nha chắc rất là mềm và mặc thích lắm, mặc rất là thích luôn nhá mọi người nhá, không phai màu nhá. Rồi chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 đi, quần sóc nha. Váy sọc 3 màu đây, váy sọc và banner chứ. Mã số tiếp theo, mã số 09 này, phong size là từ 25 cân đến 40 cân em có size. Mã số lên cho em là 09 cho em với giá là 109.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Váy tiểu thư cao cấp cho em rất là xinh luôn, cái này đẹp lắm, chất liệu là siêu mềm ấy, cái này chất là rất là mềm và thấm mồ hôi cho em, có màu hồng và màu đỏ nha mọi người. Mã số lên cho em là 09 đúng không? Mã số 09 cho em này, 109.000, 109.000 đọc trên nhóm chưa? Tối lên giờ lên phí tiền phí công, nhắn sớm người ta đánh phố mày hẳn. Mã số lên cho em là 09 nha mọi người nha. Mã số lên cho em là 09 đấy. Đấy con này lên cho em mã số là 09 cho em nhá. Ba tờ một tờ. Chú ba tờ. Mã số cho em là 09 nha mọi người nha. Mã số 09 cho em, không sai cho bé là từ 25 cân tới 40 cân em có size 09 cho em với giá là 109.000 đồng, em có màu hồng và màu đỏ nha mọi người nhá. 25 cân phải từ 5 tuổi, nói chung là mét 2 trở lên đấy, mét 2 mét 25 trở lên mới mang được con này, các chị nhìn cái con này form nó to rộng ấy. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 09 đi nha mọi người nhá. 09 nhá, thanh hoa 4 cái 2 màu ok này. Bộ bé gái đại chưa lên thì bây giờ lên đấy. Ok nha, áo 30 cân em có nhá. Lên xếp như chị, lên xếp như chị đăng với lên xếp đăng là xếp là bộ á. Xếp bộ á chị. Bé hoa có này. Bé hoa là lấy mã gì đấy nhỉ? Chị lấy cái mẫu nào đó? Mày có biết mẫu nào không? Chị bé hoa lấy mã số bao nhiêu đấy? Comment mã số cho em với nào chị bé hoa ơi. Bé hoa lên mã số cho em với nha mọi người. Rồi ok nha. Chị nào lấy thì comment cho em là mã số là 09 nha mọi người. 09 này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em mã số 10 này. Cái hoa xanh này rất là đẹp, cái này mới về luôn này. Mã số 10 này. Đây. Con này lên cho em mã hàng số 10 cho em. Form size cho bé là từ 17 cân tới 37 cân cho em, lên cho em mã hàng này là 10 cho em với giá là 109.000 luôn cho em nhé mọi người nhá. Mã số này lên cho em là 10 này. Mã số 10 giúp em nhé, 109.000. Form size là từ 17 cân tới 37 cân em có size ạ. Đầm đi tiểu hôm nay em không có rồi. Em chỉ có bây giờ đầm hè là chủ yếu á, đầm đi tiểu thì vài hôm nữa nhé mọi người. Mã số này lên cho em là 10, hoa xanh hoa tím này. Đây có điểm tím nên đọc là hoa tím và ở đây là hoa vàng cho em này. Cái này là nơ ngực liền nhá mọi người, cổ vuông nhá. Cổ vuông vừa phải này. Đó, cổ vuông cho em. Mã số này lên cho em là 10 giúp em nha các bác nhá. Form size cho bé là từ form size cho bé là từ 17 cân tới 37 cân em có size với giá là 109.000 đồng. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em rất là mềm luôn. Mã hàng cho em là 10 giúp em nha các chị yêu nhá. Form to đại lắm. Từ 4 tuổi tới 10 tuổi mang vừa giúp em nha. Từ 4 tuổi tới 10 tuổi mang vừa giúp em. Mã số lên cho em là 10 giúp em nhé mọi người nhé. 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị ơi. Mã số lên cho em là 10 nha mọi người nhé. Rồi chị nào lấy 10 thì comment cho em mã số là 10 cho em giá 109.000 cho em ạ. Đó, 109.000 cho em, chốt em là 10 ạ. Trang Ngọc có 09 rồi ok này. Ok này, Thanh Hoa có 10 rồi ok, ba màu này. Thủy Phạm có 10 rồi ok này. Meli Phạm có 05 ok, lấy hai cái ok chị Meli Phạm này. Các chị nhớ đi đơn hai sản phẩm để được gọi chốt đơn nha các tình yêu nhá. Nhớ đi đơn hai sản phẩm cho em với nha mọi người ơi. Cái này là chất cowboy cao cấp rất là mềm này mọi người, sướng lắm. Cái chất này sờ sướng cực luôn đấy. Đây là màu hoa xanh này, đây là hoa tím này, đây có điểm tím này và đây là hoa vàng này. Đó, chị nào lấy 10 thì comment cho em mã số lên là 10, 109.000 thôi nha mọi người nhá. Phong đài 18 cân đến 38 cân em có size ạ. Đó, rất là xinh luôn đấy. Chị nào lấy 10 thì comment là 10 cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 10 đi. Là 10 nha mọi người ơi. Mã số tiếp theo lên cho em váy chấm bi này, mã số 11 này. Lên cho em cái chấm bi này. Chấm bi này, váy tiểu thư này. Mã số lên cho em là 11 này, size từ 15 cân cho tới 32 cân em có size nha mọi người nhá. Mã số được không? Bụng nó to nhưng mà thoảng được á. Thoảng thì đẹp yêu thôi, thôi. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 11 này. Váy chấm bi cao cấp cho em phong size từ 15 cân tới 35-37 cân em khó size. Mã số lên cho em là 11 cho em với giá là 119.000. 119.000 đồng cho em váy chấm bi cao cấp cho em. Váy tiểu thư rất là xinh luôn nhá mọi người nha. Bên trong em có lót rất là mềm.
cho em là 119.000 đồng cho em váy có màu hồng và màu trắng này. Đó, màu hồng và màu trắng. Lên cho em mã số lên là 11 nha mọi người nhá. 11 cho em, từ 15 cân tới 35 cân em có size rồi. Caro vào phía sau đây, cái set em trắng này à. Đúng không? Set trắng vàng này đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số là 11 đi nhá mọi người nhá. Đơn hàng của ngày 16 ở Bình Phước em vẫn chưa nhận được. Trần Trương Lan em báo hôm qua rồi, em báo lại một cái nữa đi em, báo cho bưu điện một cái nữa đi. Rồi mã số này lên cho em là 11 nha các chị ơi. Mã số 11 cho em nhá mọi người. Chị nào lấy thì comment cho em là 11 kèm cân nặng cho em là có đơn 119.000 đồng nhá. Màu trắng này, 11 lên cho em màu hồng này. 119.000 phong size cho bé là từ 15 cân tới 35 cân em có size nhá. 35-37 cân em có size. Chị nào lấy 11 thì comment cho em là 11 giúp em nha mọi người. 119.000 đồng cho em chất. Thích lắm, cái này váy này mặc lên đẹp lắm. Em có ủng ảnh đấy. Màu hồng và màu trắng nhá. Chị nào lấy 11 thì comment là 11 cho em nha mọi người ơi. 11 nha mọi người. Mã số lên là 11 này. Rồi lên tiếp cho em con này. Mã số là 12 này. Xếp này, đọc xếp này đi em. Mã số... Rồi mã số 12 cho em set Burberry nhé mọi người. Size từ 15 cân đến 25 cân cho em. Hôm nay set cao cấp để sale tặng 99.000. Hôm nay còn size bé thôi. 15 cân đến 25 cân thì tầm 3 đến 6 tuổi mang vừa cho em. Mã số lên cho em là 12 này. Set dầu nha mọi người. Cái set này đẹp lắm. Cái set này chất nào rất là xịn luôn ấy. 99.000 thôi. 99.000 đây ở phần trong có quần này. Ở phần trong em có quần với các chị nha mọi người. Chất nó mướt và nó rất là sướng luôn. Phần áo thì là co giãn cho em này. Áo là dạng cốt tông tàu, hàng cao cấp cho em nha mọi người. Mã số này lên cho em là 12 nha. Mã số lên cho em là 12 cho em. 99.000 một set thôi nha mọi người. 99.000 một set nha mọi người. 12-99.000 nha mọi người. Form size cho bé là từ 15 cân cho tới 25 cân cho em. 3-6 tuổi mang vừa cho em. Set này chốt cho em con này lên là 12 nha mọi người nha. 12 giúp em đi. Bài yếm hôm nay em không có á. Nhận hàng xem rồi mới thanh toán tiền đúng thôi. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha các chị yêu nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Ví dụ như không vừa sai của con nhà mình thì các chị cũng không phải trả ship đâu mọi người ạ. Mọi người ơi chia sẻ like cho em với. Các chị ơi mỗi chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like với ạ. Mã số lên là 12-109.000 chứ. Vì hôm qua em bán 109.000. Hôm qua size to em bán 109.000, hôm nay còn size bé em tặng 99.000 nha mọi người nhá. 12 là Thủy Phạm này, Ngọc Trần có 11 này. Ok, trắng là 11, trắng 11 này. 30 cân hồng này, rồi ok chị này. Rồi cái này lên cho em là mã số là 12 nha các chị ơi. 15 cân đến 25 cân cho em nhá. 99.000 một set, không mua phí lắm mọi người. Vì cái set này là hàng tàu, nó rất là đẹp này. Từng đường kim của chị rất là nét luôn. Chị nào lấy đi comment cho em mã số lên là 12 nha. 12 giúp em nha các chị nhá. Để em biết chị bé Hoa đặt mã nào chưa? Không. Lúc nãy chị đặt mã nào, 4 cái 4 màu ấy. Chị bé Hoa đặt 02 á, 02 nhà em hết rồi. 02 nhà em hết rồi chị bé Hoa. Lúc nãy chị đặt mã số 02 4 cái đúng không? Đúng không? Rồi ok nhá, lên váy đi, em đang lên váy đây. Em đang lên váy mà cái set này là váy mà. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 13 này.
này size 15 cân cho tới 25 cân, 15 cân đến 25 cân cho em mã số lên là 14 cho em bộ đắt gen cao cấp nha mọi người. Em sale tặng này 99 nghìn một bộ thôi nhá. Cái này bộ này hàng 250 này, em sale 99 nghìn, bộ này đẹp lắm mọi người, 99 nghìn không mua phí lắm, 99 nghìn đồng một bộ hàng tàu cao cấp nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 14 nha mọi người. Cái này lên cho em mã số là 14 cho em 99 nghìn. Các chị nhìn cái gen này trước này xịn lắm, chất của nó là chất đùi cao cấp nha mọi người nhá, đùi nó rất là dày. Mã số 14 đi mọi người nhá, 15 cân, 17 cân trở lên đó, 15, 17 cân nói chung là phải 4 tuổi trở lên mới mang được ấy. Đến tầm 25 cân, 4 đến 8 tuổi, 4 đến 7, 8 tuổi cho em. Với giá là 99 nghìn đồng một bộ nha mọi người nhá. Mã số lên là 14 cho em nhá mọi người, còn có vài bộ thôi, còn có vài bộ thôi, sale với giá là 99 nghìn nha mọi người nhá, 99 nghìn đồng cho em. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 14 nha, 14 cho em 99 nghìn. Bộ này mà có của người lớn thì đẹp lắm nha. 99 nghìn đồng cho em nha mọi người nha. Đó, 99 nghìn cho em mã số lên là 14 giúp em nha mọi người, có mấy bộ thôi. Mấy bộ, 99 nghìn. Mã số 15 này. Bán 15 cân hả? Có đấy chị. Bán dưới 15 cân hả? Dưới 15 cân thì có mấy túi này. Mấy túi này. Mã số cho em là 15 này. Mấy túi này. Mã số 15 cho em mấy cốt tông túi này. Mã số 15 cho em váy suông kèm túi nha mọi người nhá. Form size cho bé cái này kèm túi rất là xinh này. Form size là 15 cân đến 17 cân cho em, 13 đến 17 cân. 13 đến 17 cân mã số cho em là 15 này. Em tặng cái này cho các chị luôn này, 49 một cái thôi, hàng quốc tông tàu cao cấp cho em, mã số này lên là 15 đi mọi người nhá. Rồi đợi em xíu chị Thanh Hoa, bây giờ lên phải sai đại luôn á. Rồi cái này lên cho em mã số là 15 cho em với giá là 49 nghìn một váy suông nhá mọi người nhá. Size từ 13 cân đến 17 cân em có size ạ. Váy suông cao cấp cho em 49 nghìn đồng một váy này, kèm một cái túi nhá, mà túi thật đấy mọi người nhá. Cái này là túi thật đấy, các con đeo túi này mở được đây này. Đó, túi thật đựng được đồ luôn đấy, đựng được đồ luôn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 15 49 nghìn đồng một váy suông nhá, chất xuống lắm. Cái này chất là rất đanh và mịn, màu đỏ, màu vàng này, màu trắng này. Mã số cho em là 15 49 nghìn đồng nhá mọi người ơi. 49 nghìn đồng cho em. Chị nào lấy 15 thì comment cho em 15 váy túi nhá mọi người nhá, váy kèm túi cho em 49 nghìn nha mọi người. 25 cân. 14 hai bộ cho chị Thanh Hoa rồi Nga Phan Thúy 14 này. Ngô Lan Hương 13 màu đậm rồi ok nhá. Rồi ok, mã số này là 15 giúp em nha các chị nha. 15 kèm cân nặng cho em nhá mọi người, 49 nghìn thôi nhá mọi người ơi. Em thấy các chị chắc là sướng cực, nó rất là mịn. Đây là hàng theo đấy nhá mọi người nhá. Thúy Phạm có 15 này. Cho em nha mọi người nha. Qua mã nha mọi người.
17 này, size từ 25 cân đến 40 cân, cho em mã số lên cho em là 17, váy hoa của Vuông nhá, váy hoa của Vuông Bèo này. Sale tặng cho em với giá của 109.000, cho em mã số là 17, phong đại lắm, cái này phong to lắm, từ 25 cân tới 40 cân, em có size mã số lên là 17 cho em nha mọi người nhá. 109.000 đồng cho em, đó rất là xinh. 109.000, con này lên cho em mã số là 17 cho em màu hồng, màu vàng này. 17 lên cho em là màu cam này. 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 màu cam này. Màu hồng này, màu vàng này. 17 lên cho em màu hồng này. 109.000 đồng cho em nhé mọi người. 17 cho em nhá, 109.000 cho em này, rất là xinh. Từ 25 cân đến 40 cân em có size nha mọi người. Cái phong này rất là to và đẹp dài, chất liệu của nó là chất thô nến nhá, 109.000 một cái thôi. 17 cho Thanh Hoa là ok nhá, hai cái ba cái này. Đã số lên là 17 cho em, 109.000 đồng cho em nha mọi người ơi. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 17 á. 17 cho em. Mã số tiếp theo lên cho em 18 này. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 18, váy cổ theo này. Váy cổ theo cho em mã số là 18 này. Size từ 17 cân đến 27 cân, em có size mã số 18 cho em, còn một ít thôi, cái này em tặng luôn các chị luôn này. Tặng luôn cho em với giá là 75.000 một cái đi. 75.000 cho em nhé. Mã số lên là 18, váy theo nhé mọi người nhé. Mã số 18 cho em váy theo. Váy theo cho em này. Mã số 18 cho em nhá. 75.000 một cái cho em cổ theo dáng A nhá mọi người, size 17 cân đến 27 cân cho em, 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em này, mã số là 18 nha mọi người. Đúng không? 18 75.000 cho em nhá mọi người nhá. 18 75.000 chất thô mềm cho em rất là xinh luôn. Mã số hàng lên là 18 cho em nha mọi người nhá. 18 75.000 một cái thôi. 75.000 cho em nhá, 18 này. Size 17 cân đến đến bộ cái gì nhá? Em có bộ một tone là bộ gì nhá? Bộ cốt tông chứ. Bộ cốt tông chứ hay là bộ gì? Bộ tôn là bộ gì nhỉ? Bộ cốt tông chứ đúng không? Mã số này lên là 18 nhé mọi người. 18 cho em, 17 cân đến 27 cân em có size nhé mọi người ơi. Từ 17 cân đến 27 cân em có size. Mã số lên là 18 cho em với giá là 75.000 một váy nhé mọi người nhé. 75.000 đồng cho em 18 này. Đó, rất là xinh luôn nhé mọi người. Chị nào lấy 18 thì comment cho em là 18, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhé. 75.000 rất là xinh luôn. Thủy Phạm 18 là ok này. Bộ bộ phía đó em, bộ phía đó em là bộ gì nhỉ? Không hiểu, chị nói em, chưa hiểu chị nói em. Bộ phía đó là bộ gì nhỉ? Bộ gấu này, bộ gấu theo này. Rồi lên cho em bộ gấu theo này. Mã số cho em là 19 này. Mã số 19 cho em bộ gấu nha mọi người, gấu theo hết luôn này. Đấy, form size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân, em có size giá là 89.000 một bộ, áp dụng trên live thôi nhá. Mã số lên cho em là 19 này. Bộ này cái màu hồng này đẹp lắm, cái màu hồng này ở ngoài là nó đậm hơn trên live đấy mọi người. Mã số này lên là 19 cho em, 89.000, form size là 17 cân đến 37 cân, em có size nha các chị yêu nhá. 17 cân đến 37 cân em có size, lên con này cho em mã số là 19 này. Đấy, cái này là bộ theo này, quần theo này. 19 nha mọi người nhá. Mã số là 19 thôi em đi. Con này lên là 19 giúp em nhá. 89.000 đồng một bộ nha mọi người. 19 cho em màu hồng này, 89.000 này. 19 lên cho em màu xanh này. 19 lên cho em màu nâu này. Từ 17 cân đến 37 cân em có size nha mọi người ơi. Từ 17 cân đến 37 cân em có size. Mã hàng lên cho em là 19 giúp em nhá mọi người nhá. 19 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. Mã số cho em là 19 nhé mọi người nhé. 19 giúp em đi. 19 cho em màu nâu này, màu xanh này. 19 lên cho em màu hồng này. Hàng cốt tông tàu cao cấp cho em rất là xinh luôn. 89 như một bộ thôi nha mọi người. 19 này có áo nhé. Có áo nha mọi người. Bộ bộ gì nhỉ? Em không biết chị nói bộ gì luôn chị Thanh Hoa. Em thề luôn á. Em không biết luôn. Nhưng đấy em hiểu thì em lại lên rồi. Cái này em không hiểu bộ gì luôn á. Mã số lên là 19 nha mọi người nhá, bộ theo nhá mọi người. Cái này quay tặng này rất thoải mái cho em, hàng cốt tông cao cấp cho em rất là xinh. Mã số lên cho em là 19 nhé. 19 cho em giá là 89.000 đồng một bộ nhá mọi người nhá. 89.000 cho em đi. 89.000 đồng cho em nhá. Mã số 19 nhé. Mã số 20 này, còn size gì đấy. Rồi lên cho em mã số 20 này.
áo khoác của em hết rồi mọi người. Bây giờ nhà em không nhập áo khoác là tại vì là đang nóng lắm rồi. Mã số lên cho em là 20 nhá. Con này lên cho em mã số là 20 cho em 89.000 này. 89.000 đồng một bộ. Form size cho bé là từ 17 cân đến 27 cân em có size nhá, tầm 4 đến 8 tuổi quay lại cho em. 17 cân đến 27 cân cho em có quần ở bên trong nhá mọi người nhá. Bộ này có quần ở bên trong cho em này. Đó, quần váy có quần bên trong nhá mọi người. Mã số lên cho em là 20 đi. Mã số cho em là 20, 89.000 một bộ nhá mọi người nhá. Có quần luôn á. Bên trong có quần nên là con mặc không bị vô duyên nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 20 thì comment cho em mã số lên là 20 giúp em nha mọi người nhá. 20 màu cam và 20 lên cho em là màu xanh này. Đó, 20 màu cam và 20 màu xanh cho em 89 một bộ. Đó, chị nào lấy thì comment là 20 giúp em. 20 cho em nhá mọi người nhá. Từ 17 18 cân 4 tuổi cho em đến tầm 28 cân quay đầu 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em nhá mọi người nhá. 4 đến 8 tuổi mang vừa, chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 20 nha mọi người ơi. 20 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhá. 20 đúng không em? Ok, Nguyễn Thắng 19 rồi, ok 2 bộ này. Rồi cái này là mã số 20 nhé mọi người nhá. Mã số 20 này, cái bộ này cũng còn một ít thôi, tặng 20 cân luôn này. Rồi bộ này lên còn ít thôi này, mã số lên là 21 này, cũng 20 cân luôn nhé mọi người nhá. Mã số 21 này, 20 hay còn có mấy bộ thôi, em còn 5-6 bộ này. Tặng luôn 89.000 một bộ hàng cao cấp cho em, mã số lên là 21 cho em cái dòng này, dòng Quảng Châu cao cấp nha. Em còn có 4-5 bộ tôi size 20-22 cân.